Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 15 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2024. Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Đã khởi tố 59 vụ, 80 bị can vi phạm về quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 1.250 đảng viên, kiểm tra 559 tổ chức đảng. Qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao công tác nội chính nói chung, công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng tiêu cực các cấp, các ngành trong tỉnh nói riêng, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như công tác phối hợp giữa các lực lượng, các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh có lúc chưa gắn kết, hiệu quả chưa cao. Tiến độ giải quyết một số vụ việc trọng điểm, án phức tạp còn chậm. Một số địa phương chậm hoặc chưa quyết liệt trong giải quyết đơn thư phát sinh ngay từ cơ sở. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan nội chính phải nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình để có giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, không để phát sinh điểm nóng, bị động bất ngờ, làm tốt công tác điều tra, xét xử, tố tụng thi hành án. Cần phải đẩy mạnh công tác công khai. Đề nghị là các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị trước hết là người đứng đầu phải thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, nắm chắc tình hình cán bộ đảng viên, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn lĩnh vực địa phương mình phụ trách để chúng ta kịp thời phát hiện những cái vấn đề mâu thuẫn, những cái vấn đề bức xúc thuộc phạm vi lĩnh vực mình quản lý để có các cái giải pháp đã xử lý kịp thời, làm sao đấy mà chúng ta phòng ngừa ngăn chặn ngay từ sớm, từ xa. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, rồi đối thoại, lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý những kiến nghị, phản ánh, rồi các đơn thư tố cáo của người dân theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực về đầu tư công, trong các lĩnh vực về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh làm tốt công tác phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên cần tập trung tham mưu ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện đồng bộ chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy diễn ra sáng nay. Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nửa đầu năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kết nạp trên 1.000 đảng viên mới, tham mưu ban hành gần 50 quyết định, quy định, kế hoạch, thông báo và trực tiếp ban hành trên 780 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất việc thực hiện các văn bản của Trung ương và các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, Về công tác cán bộ, đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định công tác cán bộ với 66 trường hợp. Ban tổ chức cấp huyện tham mưu giúp cấp ủy bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử với 460 trường hợp, cơ bản hoàn thiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Trung ương phê duyệt và Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020, 2025, 2021, 2026 và nhiệm kỳ 2025, 2030, 2026, 2031 trình Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, sớm triển khai xây dựng các mô hình chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt, đặc biệt chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh, thống nhất thực hiện, tạo sự chủ động cho các cấp ủy trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa lưu ý, ngành tổ chức xây dựng Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc chuẩn bị phương án nhân sự đại hội và công tác sắp xếp cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn dôi dư ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030. Về chuẩn bị phương án nhân sự, đây là nội dung cực kỳ quan trọng, thuộc về trách nhiệm tham mưu của các cơ quan tổ chức xây dựng Đảng đối với cấp ủy cung cấp, quán triệt các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Trung ương, đặc biệt là những cái yêu cầu đối với cán bộ, rồi các cấp ủy, các cấp nhiệm kỳ tới đây. Chúng ta hết sức coi trọng đối với chất lượng của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, không đánh đổi chất lượng với số lượng và cơ cấu. Các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới cũng phải là trung tâm của sự đoàn kết để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh chính trị và có tầm nhìn tư duy đổi mới, làm sao ta gắn với thực hiện cái mục tiêu chiến lược phát triển của tỉnh, gắn với thực hiện cái mục tiêu quy hoạch tỉnh. Cái này là các đồng chí hết sức là quan tâm, giúp cho thường vụ rồi các cấp ủy để có các phương án nhân sự thực sự là có hiệu quả. Cái thứ hai nữa là rất quan tâm tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh phát huy hơn nữa tính chủ động trong tham mưu, đề xuất kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh để có hướng giải quyết, tháo gỡ, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt tập trung tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho các đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 8 đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024, bàn phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, các bộ ngành địa phương đã bám sát thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động quyết tâm tổ chức thực hiện trên 3.000 nhiệm vụ được giao, đã ban hành 2.870 văn bản để chỉ đạo đôn đốc quán triệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra. Việc rà soát xử lý vướng mắc bất cập về cải cách hành chính đã được tích cực triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều chỉ số của Việt Nam được thăng hạng. Việc cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cải cách chính sách tiền lương tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả tích cực. Việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt. Tại Hưng Yên, 6 tháng đầu năm, các sở ngành, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã có nhiều nỗ lực quyết tâm trong việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai các nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đến nay đã thực hiện được các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ dự kiến theo thời gian là 39 trên 61 nhiệm vụ, đạt 64%. Về các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đẩy mạnh cải cách thể chế, tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất kinh doanh, gắn kết chặt chẽ giữa cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính với chuyển đổi số. Quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2019-2024, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện thông qua các hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã khẳng định vai trò, vị trí trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là công tác triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi 10 trên 10 mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15 đề ra, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nét nổi bật của hoạt động mặt trận trong nhiệm kỳ qua là vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó được thể hiện qua hiệu quả việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tiêu biểu như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng khu dân cư 30, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất thổ cư, đóng góp hàng triệu ngày công lao động để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng với tổng số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Năm 2023, thôn Đông Vĩ là có 4 xóm đã tổ chức dỡ tường rồi là giải tỏa các công trình, các cái tường nhà để mở rộng cái đường giao thông với tổng số hộ là hơn 200 hộ và đã hiến hơn 2.000 m2. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã quán triệt triển khai hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp nêu trong các chỉ thị nghị quyết, đề án của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ trong 2 năm 2022-2023, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, bàn giao gần 3.800 ha đất để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, các dự án trọng điểm hầu hết đều được đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đúng quy định, nhiều dự án triển khai vượt tiến độ đề ra. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đối với cái dự án mà đường Tân Phúc - Phong Phan, phối hợp cùng với ủy ban tổ chức nhiều hội nghị mời các hộ nhân dân đến triển khai các cái nội dung kế hoạch, cái quy định thu hồi bồi thường. Hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, tham mưu với cấp ủy tích cực đổi mới phương thức vận động, huy động nguồn lực của toàn xã hội, hỗ trợ người nghèo thực hiện công tác an sinh xã hội. Từ năm 2019 đến năm 2023, Quỹ vì người nghèo các cấp tiếp nhận trên 172 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, tặng quà 100% hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tốt vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, chất lượng giám sát, phản biện xã hội ngày càng nâng cao. Đến thời điểm này, chúng tôi đánh giá là có 10 trên 10 chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Mặt trận 15 đề ra thì chúng tôi đều đạt và vượt. Ngoài ra thì chúng tôi còn thực hiện một số các nhiệm vụ mới mà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, như là cái công tác giải phóng mặt bằng. Trong nhiệm kỳ cũng huy động được rất nhiều cái nguồn lực đã ủng hộ cho quỹ để làm trên 2.300 ngôi nhà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân da cam và những người có công. Những kết quả thành tựu mà Mặt trận Tổ quốc các cấp từ tỉnh tới cơ sở đã nỗ lực phấn đấu để đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng và tự hào. Những kết quả ấy không chỉ là dấu ấn của một nhiệm kỳ mà còn trở thành nhiều kết quả cụ thể góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, huyện Văn Lâm vừa tổ chức đoàn công tác đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm các gia đình bà Vũ Thị Thục, vợ liệt sĩ Cao Văn Bốn ở thôn Chùa và bà Nguyễn Thị Số, vợ liệt sĩ Kiều Trọng Nghiêm ở thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Văn Lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những mất mát và động viên các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo và học tập. Sáng nay, UBND huyện Khoái Châu tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trụ sở làm việc Công an xã Đại Tập. Đây là địa phương thứ 10 trên toàn tỉnh hoàn thành lễ bàn giao trụ sở làm việc của Công an xã trong năm nay. Công trình hoàn thành sau 7 tháng thi công có tổng diện tích là 1.500 m², tổng mức đầu tư xây dựng là 10 tỷ đồng. Đây là trụ sở làm việc của Công an xã thứ 2 trên địa bàn huyện Khoái Châu và thứ 10 trên địa bàn tỉnh được hoàn thiện và bàn giao. Hưng Yên đã có 59 công trình trụ sở làm việc của Công an xã được khởi công. Việc xây dựng các trụ sở Công an xã đã thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an xã, đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu làm việc, giúp cho lực lượng công an cơ sở ổn định, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến tranh, bà Nguyễn Thị Hưng, xã Hiệp Cường, huyện Kim Đồng là nữ thanh niên dũng cảm kiên cường, không lùi bước trước mọi khó khăn gian khổ, cống hiến những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân cho đất nước. Khi trở về địa phương, bà là người tình nguyện xung phong trong các hoạt động xã hội, trở thành tấm gương bình dị mà cao quý trong cộng đồng. Phóng sự nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2024. Năm 1964, theo tiếng gọi của non sông đất nước, cô gái 17 tuổi ấy cùng bạn bè viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong. Nhưng vốn dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nên khi khám sức khỏe, cô đã không đạt tiêu chuẩn do thiếu cân. Không nỡ nhìn bạn bè lên đường mà không có mình, cô đã xin với ban tuyển quân để cùng đi bằng được. Gần 7 năm làm nhiệm vụ trên các chiến trường, bà cùng rất nhiều người con anh dũng của mọi miền Tổ quốc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phá đá, nổ mìn, bom nổ ở đâu, đường hỏng ở đâu là bà cùng đồng đội chạy đến san lấp khắc phục. Những chiếc cuốc xẻng mang sức trẻ của tuổi 18 đôi mươi đã san lấp không biết bao nhiêu đoạn đường, vận chuyển không biết bao nhiêu mét khối đất đá. Treo mình lên vách đá 36 cứ quay vòng này này. Đi hành quân thì là cứ đeo hai cái quần ấy, đóng một viên gạo xong nồi là trèo đi. Cũng rất vinh dự là được là đảng viên trẻ, cho nên là đi biệt phái, những cái nơi khó khăn nhất là mình có mặt. Năm 1970, bà trở về quê hương và tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, là cô giáo mầm non và trở thành chủ tịch hội phụ nữ xã. Dù làm việc gì, bà cũng hết lòng, hết sức, được lãnh đạo các cấp, nhân dân tin tưởng, yêu mến. Bà còn tìm tòi học hỏi, tăng gia sản xuất tại gia đình, vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ các chị em đồng đội. Năm 2008, làm chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong của xã, bà đã thu hút gần 60 cựu thanh niên xung phong vào sinh hoạt trong hội. Với lòng nhiệt tình, bà đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xã hội tích cực. Từ năm 2020 đến nay, bà cùng chính quyền các cấp vận động người dân tham gia hiến trên 1.400 m² đất, hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Đồng chí Hưng thì rất xuất sắc, tuổi cao nhưng mà trí càng cao, rất nhiệt tình, tâm huyết đối với tập thể hội cựu thanh niên xung phong xã Hiệp Cường. Không những thế mà còn lan tỏa tất cả trong 16 xã và thị trấn của Kim Động như tôi. Dù đã gần 80 tuổi, nhưng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hưng, người đảng viên 55 năm tuổi Đảng, vẫn luôn phát huy tinh thần xung kích của người lính cụ Hồ. Với những thành tích đã đạt được, bà nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.